chấp ngân thù. Chí Phèo thời hiện đại. Khi xưa, Chí Phèo chuyên rạch mặt ăn vạ làng Vũ Đại. Ngày nay, đám dân chủ chuyên ăn vạ công an và chính quyền. Nhưng cái khác nhau ở chỗ, bản chất của Chí Phèo là người lương thiện. Đám dân chủ kia thì không. Chúng ăn vạ để được hai thứ: nổi tiếng và tiền. Bởi thế, hết đứa này tới đứa khác luôn vò đầu bứt tóc, nghĩ ra đủ thứ thủ đoạn và mánh khóe. Khi thì chúng dàn cảnh Trương Văn Dũng bị công an Hà Nội đánh ở trụ sở công an. Khi thì mẹ con nhà Thúy Nga bị công an đẩy ra đường, ngủ ở vỉa hè Hà Nội. Khi thì Nguyễn Hoàng Vi bị đánh trong đồn công an. Mới gần đây là gió lang thang cũng nhét tội vào tay an ninh. Và giờ tới lượt Nguyễn Chí Tuyến. Hôm qua, anh Chí, tức Nguyễn Chí Tuyến, lên Facebook đăng bài nghe thật thảm thương. Sáng nay, tôi đưa con đi học về. Trên đường về, ngay trên đường D Ngọc Thụy thì bị 4-5 tên an ninh giả dạng côn đồ chặn đường đánh tôi. Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về ông Đại tá Hùng, trưởng công an Long Biên. Tuyến viết như vậy. Nghĩa là hắn đã xác định được rất rõ có 4-5 công an giả dạng côn đồ. Nhưng mà tên tuổi đơn vị công tác của những người đó lại không hề được hắn nhắc tới. Giả sử công an muốn sử dụng vũ lực với Tuyến thì đâu cần phải ra mặt đánh Tuyến giữa thanh thiên bình nhật khi Tuyến đang đưa con đi học. Rõ ràng đây có một sự trơ tráo, hay nói đúng hơn là sự vu khống công an Hà Nội. Chưa kể với khuôn mặt đầy máu, xin lỗi là chưa rõ là máu gì, đầu được băng trắng, Tuyến vẫn rất hồn nhiên và vô tư đứng tạo dáng để lên hình. Ở một tấm hình khác, đầu của Tuyến đã được băng bó cẩn thận, nhưng khuôn mặt Tuyến tỏ ra cực kỳ đau đớn ấy vậy. Nhưng hôm nay lại có tấm hình đầu Tuyến trắng sao hết, có mỗi cái băng nhỏ trên mày, nơi mà tấm hình trước chẳng thấy dấu hiệu gì của vết thương cả. Cái này đến diễn viên chuyên nghiệp còn khó có thể mà diễn đạt được như vậy. Nhìn khuôn mặt của Tuyến, người viết lại thấy thương hại. Không phải vì cái đầu được băng trắng của Tuyến, mà cũng vì một kiếp người tại sao phải dở những trò vu vạ bẩn thỉu, sao không sống cho đường hoàng và ngay thẳng. Phải chăng khi vẫn còn những đồng đô la bẩn chuyển từ nước ngoài, hay nói chính xác là từ Mỹ gửi về, sẽ vẫn còn những Chí Phèo thời hiện đại như Chí Tuyến, và chắc chắn sẽ có những người tiếp tục bóc trần bản chất của Tuyến và đồng bọn. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người